Và ngày hôm nay là lần đầu tiên có một mẫu thiết kế tủ bếp như thế này xuất hiện trên kênh của YouTube Nội Thất Pro. Đây là một cái hút mùi mà tôi không nghĩ là nó phổ biến đâu. Mặc dù là căn bếp đã được thêm rất là nhiều chi tiết để phù hợp với phong cách của chủ nhà cũng như là các cái chi tiết hiện đại, nhưng những cái gì mà nổi bật mà nó tạo nên được cái đặc trưng của phong cách thiết kế này đấy, nó gọi là cái toa hút mùi. Và cái này thì thực sự là không hề phổ biến ở Việt Nam, và đặc biệt là ở trong căn nhà của khách hàng của chúng tôi ngày hôm nay thì có rất là nhiều các cái đường nét thiết kế mà nó mang phong cách không hề châu Á một tí nào. Quý vị khán giả vừa tham khảo xong một mẫu tủ bếp cực kỳ mới lạ, cực kỳ độc đáo. Và nếu mà quý vị có muốn làm những cái căn tủ bếp có cái phong cách như thế này thì hãy gọi điện cho chúng tôi tại hai số hotline 0967898688 hoặc 0947346883 để được nhận thêm chi tiết, tư vấn. Cảm ơn quý vị đã xem video và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.